Xin chào mọi người, mình là Sơn Trần. Như đã hứa hôm trước thì hôm nay mình sẽ làm cái video bình luận về cái bài viết của một bạn trên học viện YouTube nói về vấn đề làm thế nào để không bị chết lag kênh hoặc là không bị chết lag cái tài khoản Google. Thì cách làm của bạn ấy ghi là sử dụng trình duyệt Firefox ở chế độ ẩn danh hoặc có thể setting cho nó không lưu lại lịch sử trên web. Thì ý này đúng, bạn có thể sử dụng Firefox ở chế độ ẩn danh hoặc là setting cho nó không lưu lại lịch sử được. Tuy nhiên mình khuyến cáo thì các bạn nên dùng cái chế độ là Do Not Remember History, thì nó chính là cái setting cho không lưu lại lịch sử trên web đó. Thì sẽ tốt hơn là dùng ẩn danh. Ý thứ hai là xóa sạch Java và Flash, rất hữu ích nếu như bạn chơi nhiều Google AdSense. Cái ý này cũng đúng, tại vì Java và Flash là hai cái thứ mà Google có thể dùng để theo dõi bạn được. Với Java và Flash thì Google sẽ biết được, ví dụ như là một số thông tin như là mấy bạn xài độ phân giải màn hình bao nhiêu bit màu, địa chỉ MAC, v.v. Tiếp theo là lập mail, thì ra quán net lập hoặc dùng phần mềm HTML, PHP. Cái ý đầu tiên ra quán net lập thì ok, nhưng mà các bạn lưu ý là nếu như mà có nhiều bạn khác cũng ra quán net lập mail thì sẽ ra vấn đề là một IP đó được lập nhiều cái tài khoản Google và có thể dính xe bạc. Tại vì sao? Tại vì quán net thường họ sẽ sử dụng IP tỉnh, các gói internet tốc độ cao thường sử dụng IP tỉnh. Ý thứ hai của bạn này trong phần này là dùng phần mềm HTML để phát IP, thì không nên dùng phần mềm HTML để phát IP hoặc là bất kỳ phần mềm nào khác để phát IP. Là tại vì sao? Google cấm mọi người dùng cái VPN, SOC hoặc proxy để tạo ra những cái tài khoản Google hoàn toàn cầm, không được dùng phần mềm giả mạo IP. Tiếp theo là 2 đến 3 ngày để xem modem một lần, cái này không cần thiết. Đổi địa chỉ MAC mỗi khi đăng nhập mail mới cũng không cần thiết. Tên phần mềm đổi địa chỉ MAC là tmac. Tại sao là mình lại nói đổi địa chỉ MAC không cần thiết? Là vì như sau. Phần mềm tmac mà bạn này nói ở đây, mình vào trang của phần mềm này và có một đoạn ghi là how do it work, là ở giải thích cách phần mềm này làm việc, phần mềm này sẽ đổi địa chỉ MAC ở đâu và như thế nào, nguyên lý ra sao. Bây giờ mình sẽ dịch và mình nói tại sao bạn kia sai. Đầu tiên, phần mềm này sẽ thay đổi giá trị địa chỉ MAC ở trong cái registry của Windows. Cái này là mỗi khi mà các mạng khởi động lên thì hệ điều hành Windows sẽ search trong registry cái địa chỉ MAC ở trong đó, cụ thể là trong cái key này. Nếu như mà ở trong đó có một địa chỉ MAC được cài sẵn thì Windows sẽ dùng địa chỉ MAC đó, còn nếu không thì Windows sẽ dùng địa chỉ MAC mà nhà sản xuất card mạng đã ghi cứng ở trong card mạng rồi. Xong, bây giờ tại sao bạn kia lại sai? Thứ nhất, phần mềm này chỉ có tác dụng đánh lừa Windows thôi. Ở trên mình có nói là Google có thể sử dụng Java hoặc Flash để đọc được cái MAC của bạn, thì họ sẽ đọc trực tiếp từ cái card mạng của bạn luôn, chứ họ không đọc trong cái registry của Windows được. Đó tại sao, đó là ý mình giải thích tại sao bạn này sai. Tiếp theo là với mail mua thì anh em cứ đồng ý đăng ký xác nhận bình thường, ý này không có vấn đề gì. Với anh em mua sim để đăng ký mail thì mang sim ra quán net hay chỗ nào đấy lập cũng được, còn nếu anh em không khóa chỗ ấy thì làm tại nhà cũng được. Thì ý này nếu như bạn nào muốn lập mail bằng sim thì các bạn có thể đi mua một cái USB 3G hoặc là dùng cái điện thoại để cắt wifi từ 3G ra để lập mail được. Còn khuyến cáo không nên đi ra quán net, tại vì quán net đa số dùng IP tỉnh và có thể có nhiều bạn khác cũng lập mail ở quán net đó, thì sẽ xảy ra tình trạng là chết mail do spam, lập nhiều tài khoản. Sang ý tiếp theo, trước và sau mỗi thao tác phải reset lại modem chứ không phải modem sai chính tả, và đổi địa chỉ MAC, cần tới tài khoản nào thì lập tài khoản đó. Thì ý này đúng ở chỗ là cần tới tài khoản nào thì lập tài khoản đó. Ví dụ như ngày đó bạn cần 3 Gmail và bạn sử dụng hết 3 Gmail đó để tạo kênh và up video thì bạn mới tạo tiếp, còn không thì thôi bạn không nên tạo dư ra. Còn phần reset modem với lại đổi địa chỉ MAC thì thừa. Ý tiếp theo khuyến nghị khi lập mail nên lập trên một người dùng cá nhân.
Ok, cái này thì cũng được nhưng mà không cần thiết lắm. Cái người dùng cá nhân này là chính là cái profile trên trình duyệt cốc cốc hoặc là Chrome mà mọi người hay dùng, nhưng mình khuyến cáo không nên sử dụng trình duyệt Chrome hay cốc cốc. Xuống tới vài lưu ý bên dưới thì bạn nói là tạo một vài tương tác trước khi xác nhận mail, có thể không cần nhưng nên làm. Thì cái này là tương tác thì chắc chắn là bạn phải cần rồi, ví dụ như là bạn dùng cái địa chỉ mail vừa tạo ra đấy, gửi một cái email đến một địa chỉ bất kỳ, hoặc là bạn đăng ký subscribe những cái trang mà họ hay gửi email tự động, ví dụ như là những cái trang mà có bán hàng theo nhóm như là nhóm mua hay là hot deal chẳng hạn đó, thì hàng ngày họ sẽ gửi email rồi mình vào mình đọc mail để tạo tương tác ký trên cái mail đó được. Tối ưu thông tin trước khi up video 1-2 ngày, mình không biết là bạn này tối ưu thông tin gì trước khi up 1-2 ngày nên là không giải thích ý này được. Sang cái ý bên dưới để canh tốt hơn thì nếu đăng ký mail IP nước nào thì sử dụng địa chỉ IP nước đó, nếu là Việt thì Việt cả, nếu là Mỹ thì Mỹ thôi. Cái này cũng không cần thiết lắm. Nếu như bạn lập một cái email ở trên VPS Mỹ, sau đó các bạn lấy cái mail đó đăng nhập xuống cái máy ở IP Việt Nam thì cũng không vấn đề gì hết, nếu như mà bạn đăng ký và bật cái xác minh hai bước này. Xuống cái dấu sao tiếp theo khi sử dụng kênh, tách hết trình duyệt, reset modem, modem chứ không phải module, lại sang chính tả tiếp, đổi địa chỉ MAC, mở trình duyệt vào kênh làm gì thì làm, đọc quảng cáo, xem 18 cộng. Cái này là ý tạo tương tác bên trên, thì trước khi up video các bạn nên tạo tương tác trên kênh đó, ví dụ như là bạn xem một vài video trên YouTube, các bạn search một vài từ khóa trên Google Search, up một vài tấm ảnh trên lên Google Photo chẳng hạn cũng được. Xuống bên dưới xử lý tình huống khi gặp lỗi, khi các bạn đã có quá nhiều mail đăng nhập vào rồi nhưng quên chưa reset modem, chưa đổi máy chẳng hạn, thì duy trì tương tác 2-3 ngày tiếp theo có thể up video luôn để kiếm tiền. Cái ý này cũng không cần thiết. Khi các bạn có quá nhiều email thì các bạn nên dùng cái profile của trình duyệt nhân Chrome, ví dụ như là trình duyệt Komodo hay là trình duyệt cách trình duyệt tương tự chứ không cần phải reset modem hay là đổi địa chỉ MAC gì hết. Smartphone và tình trạng đại kênh. Đấy, bạn nói là nếu như mà bạn đăng nhập một tài khoản Google vào trong cái thiết bị Android chẳng hạn thì Google sẽ gửi cái mail xác nhận về là có người lạ đăng nhập, nhưng mà thực ra là không có, Google không có gửi cái mail đó. Nếu như mà bạn đăng nhập trên cái IP cùng quốc gia với IP lúc bạn tạo mail, cái mail gửi về đó thì có, nhưng mà Google chỉ nói là bạn nên xem xét lại cài đặt bảo mật chứ không có bắt buộc phải click vào link nào hết để xác nhận hết. Video xin phép được kết thúc tại đây. Nếu các bạn cần xem thêm cái video về vấn đề gì nữa thì hãy comment cái vấn đề đó bên dưới.